Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch, những đôi bàn tay run rẩy. Những hình ảnh đầy ám ảnh đó là những gì mà nhóm phóng viên chúng tôi bắt gặp tại khoa cai nghiện. Chân tay run rẩy, đi lại không vững, đó là những hệ quả của việc lạm dụng rượu.